Vì đồng thương điếp, thì ao nghị quyết tại hội đảng bộ bài cấp, nhiệm kỳ biên thông xin thông tiếp, thông xin thông hã, với khẩu đơn Tây Tổng, xã Tân thịnh huyện Trâm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đã dồn đèn bài phong trào hết viên hết kín, như là hết biển lăng, hết lèo bài chỉ tiêu, vì hết đơn biên thông xin thông tiếp, tê miền lệnh, hỡ đơn bài bi tiếp theo. thân xã Tân Thịnh, huyện Trâm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bong khói hàm đại lai -like tôi mới của nâng búng quê miền núi này. Bài ăn lợn dây đang tí đầy hết lai khấn, bài ăn tàng trung tâm xã đầy hết nhựa và bê tông. Biên hòng bài dân tộc tin này đà hưa can tối bài cốc trúc đủ cô liền thì cắn hết việc hết kiên hết khẩn ban mớ. Bên tây thổng của cái am thêm của cần dân báo rằng đầy thay tối và tài thùng. Nghị quyết đại hội đảng bộ xã bài thứ tiếp cấu nhiệm kỳ thong dần thông tiếp thông xin thông hả chắc đầy rọ các tàng hết bề lang thân bị thông thông hả trên ác ma của mỗi cần mi đáy hạ tiếp dốc triệu mỗi cần một pi bớt bơi lần khó từ thí vân bác 10 pi trang dư và tài thông chất tưởng tiếp cầu tiêu chí hết gần ban mớ thế hết đáy khát tàng mệt ra ngồi trọng thân bạch cách hết kiến hết na trúc phù liền tu tư tưởng nằm đáy chân đây đầy mắn ngồi khẩu mưa tịt điên ăn thuần nẻo thắn mi của tỷ vuông đơn mình lên cháo hứa cắn chúc bà lại cốc tu cô cố hiện miên tuần Hẹo, mi chen ma đen lai dồn lên hết kín hết na hang khai khen khéo bà lành cần tá chân ó khẩu hết kín hết na chúc bù theo kha tàng liên kết từ hết kín thân khai óc bài đồ hang chữa bài đăng trần cần dân cáp doanh nghiệp bài hợp tác giả chúa trang trại gia trại trang dư hệ số dung tin na thong phải bét bay ao bài phè cốc trúc hạp mì trần âm mà đen lai ao khẩu hết kín hết bề lăng giá trần âm mà đen nửa bác thong triệu mét ta ngay sau khi đại hội đảng bộ xã à, tổ chức thành công thì đảng bộ đã triển khai làng bưa đại hội đảng bộ xã Bình Tổng công bong khói đã lân mưa nghị đảng quyết thân tặng lẹo cán bộ đảng quyết đáng viên, đáng viên và biên học quần dân chắc đáy và bế khẩu hết nghị quyết đại hội đảng bộ xã dân bế khẩu đăng tây thống cán bộ đảng viên và biên học quần dân lê hứa cần hết đây quá mệt Lê Bê Cầu hết lai like bài mô hình hết kiến ân tuần và lai like bài cốc trúc tu cô liền chính của đơn xã đăng ký Bê Cầu hết kiến đây. có phấn tài trần âm mà ón tây thống hết kiến, tây thống quốc cái hợp biên học cần dân. Đang có cái tốc độ phát triển tốt, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cái đời sống kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thế hết đây kha tàng nghị quyết đại hồi đảng bộ xã tăng khoái ao khổ thêm tổ chức hết khẩn quy chế cùng các mệnh thúc dồn bài cầm lân cháo từ hệ thống chính trị với khẩu hết nghị quyết đại hội. Đăng mệnh quy định rõ và phân công bài viết ở từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách bài chi bộ trực thuộc thay ngay hợp bài viết chắc đáy tình hình, lân cháo lập sát hơn. Đề lại thay nghị quyết khoái về khẩu đăng tây thổng, bài viết lân cháo hứa bài biên hồng cần dân chắc đáy đây nghị quyết đại tật khẩn tốt con. Xã đang ngồi trọng, lân cháo mở nghị quyết theo từng chuyên đề và theo từng cần cung các mệt, lân óc lùng khóp, thân cần dân, lân cháo chính quyền và bài tổ chức toàn thể của đơn xạ hết đây bài việc lân cháo, bài đoàn viên, hội viên và biên động cần dân hứa cần hết việc hết kiền the tại chân âm mà, trang dư mắn bài viết đẩy đầy hích ban mớ và tiếp tục tài thùng bài tiêu chí đam mi đẩy phe bài đi viên tuần du, mi cảnh quan môi trường, khát tàng thân hích hửn xã tân thịnh đạt chuẩn ban lăng mới tài thùng. vì bộ đã tập trung lãnh đạo à, cho bà con nhân dân trước hết là những cái chi bộ lê lân cháo bên nòng cần dân tóc cón lê bài đồng chí đảng, đảng Cát, Cát, viên bên khẩu hít cón đừng hít kín the tại trần âm mà hấp bên họng đằng vừa hết nghị quyết đảng bộ tật óc lê đẩy bên nòng cần Cái dân vừa cần hết đây, cần đây. để lại đồng việc hết khuyển bà lang mới lê xạ hết kín hết na tây tổng bên nòng cần dân là nhất lê ngòi khẩu hít kín hết na hết tây trúc phù do biển thay hứa bên nòng cần dân hứa cần hết kín đảng bộ đã lên đây bài chính sách của tính của huyện mưa hít kín hết na ban lang lên cháo và quy hoạch dung tin đề án dự án tầng hết kín hết na trúc phù tiểu thủ công nghiệp theo kha tàng hết kín hà khai tập trung các vạ thị trường ti khai óc tài thung rất tưởng bài vi khuyến nông bài ti buôn khai phè về đồ hết kín hết na hừa cần trúc cốc lai phụ và dung bài phè cốc trúc mì năng suất ao khẩu hết kín hải bằng vừa cón pin nòng cần dân lai nhất để đắm cốc khẩu trên âm mà tây bố đền lai Tại thần cân này, bên hồng cần dân đã hưa can tối bài tịt điên bấu bền chèn, khám chúc bài loài cốc sắc màu tiến văn hát và khuôn điện tu tưởng nằm, bên âm mà đã là chèn hơn. Trồng cây gốc này thì nói chung là mới năm nay năm đầu tiên nên là cũng thấy... Chú cốc mắc gốc này, vì tốt quả. con khói hắn lấy khuôn đây ngay trăm trường giá cân này khói đang khai lấy bét riêng mỗi cân, khói cũng sẽ khai lồng không thêm. Không với giá cả thì hiện tại thì á, bây giờ đang là 8.000 một cân. Sang năm em cũng muốn mở rộng thêm. Lê Nương Xạ, bị Tuần Hẹo, Hư Căn khuôn Liền Vài Mò Pết Cái, Bên Đảng Bộ Chắc Đẩy, Này Lê ăn Tuần Hẹo, Cô Đăng tỉ vuông Thề Hết Kiến Hàng Khai, Tài chân Âm Mà Hớp Bên Hỏng. Hải bưa con Bên Hỏng Cần Dân giúp Bán, Trắng trí Bên Khẩu Hết Kiến Quy mô Y Lé, Rằng Hết Bên Hàng Khai, Lê Căn Hầy, Phong Trào khuôn Liền mu Vài Mò, Đáy tạ Trần Óc Bên Khẩu Hết Khai Lộn Thêm. Đăng Mình, lai lườn đã và đăng thí hết gần bài mô hình hết kín trang trại ra trại kha tàng thân hết kín khuôn điện đầy mắn và chân đầy cần này tân thịnh đăng thí khuôn điện vài mò bếp cấy cắp tàng bang vài mò sử xiên nâng tùa mù nưa tham xiên tùa và bếp cấy giờ há tiếp xiên tùa lai lườn dân đăng tàng xạ nhờ xuân đen bếp khẩu hết kín khuôn đình tu cúa nằm mi âm mà hàng bác triệu mỗi pi để lại bằng lườn phú tạ văn thực vừa cón cùng lê lườn khó tỏ các bài việc dám nghĩ dám hết lên nâng thanh niên ón cáp ăn chơi hết trâu trải thực đa với khẩu hết lớp tập huấn lần cháo mưa cách trúc cốc quân đỉnh tu cúa giọt dạ hết cung cấp mệt chịu khó bê thon tham rú bài mô hình hết kín đầy thè tá trần óc khấu quân luyện cái hết nửa biói thuần cung cấp trúc phù. À, được cái um, vườn này về một nóng ướt mát thì tôi thấy uh... Khuôn liền này lại cần bị ti lông, khói hàn giữa đằng bán lên ngay đơn khuôn đỉnh cái bói, bói thuôn, một bi khai óc đẩy chết thân cấu thiếp tân cây. Khói chơ lăng này à, lại khuôn liền lai hơn thêm, thế hết theo bên chuối hợp tác xã. Nhiều bà con nông dân ở đây nuôi để kết hợp thành một cái chuối là chuối hợp tác xã. Chắc đầy việc truyền hít bài viết kinh hết na cấp ăn chơ, hết kinh đầy mắn nên nâng đơn bài viết quan trọng lên lèo phải hư căn quy hoạch tiểu tì đìn. Chắc đấy bé ăn thuần đèo, các bé ăn chơi của nông thị trường sẽ tài chèn âm hà đây lại hơn. Đơn thì dân thân xã Tân Thịnh tiếp tục với cầu quy hoạch tiểu bà ti chuyên canh tập trung, từng nhám tối mưa cách hết truyền thống, lân cháo bên đồng cần dân, kha tàng thân cách hết kiến mớ. Cùng các miền chắc đầy bài lại cấu trúc đồ cố liệng chính, thề khẩu hết kiên theo kha tàng quy mô trang trại ra trại, bằng cốc kiên mát, trúc bù, khuôn điểng biết cái, vải mò. Cùng các mệnh, giả cùng lân cháo bài tổ chức đoàn thể ký kết ủy thác linh phổn quá bài ngân hàng hứa bên hồng cần dân, dự phè, the khuôn tiền tu cúa, chúc cốc. Lân cháo bên lòng cần dân, tá chèn óc, khẩu hít kín đơn tuần. Hứa cần khuôn điểng vài mò, báu nhằng bói ông nọc tông, với khẩu hết bài lớp tập huấn, đào tạo nghề. À, chúng tôi hỏi đăng ký lân cháo các bài ký kín à... hết na chúc phù, và hết các bài cơ quan chuyên nghiệp, mưa truyền giao khoa học kỹ thuật, thân, thân bài cần dân. Bong khỏi lân cháo, mưa bài cơ chế chính, mà... chính sách của nhà nước, thân cần dân, tay hứa bên đồng cần dân, dân hết kín. Với... Bong khói lân cháo bên đồng cần dân, bên khẩu hết tổ hợp tác, tổ nghề nghiệp, hết cung cấp tổ chức, mỗi cần, cơ quan doanh nghiệp, liên kết bên khẩu hết kín, tay mức thống hớ cần dân đăng tăng xã. Cơ này đảng bộ xã Tân Thịnh đăng tí biên khẩu hết lai bài cách, thay hết đây nghị quyết tay bài viết rõ bằng lên cháu bên đồng cần dân hết đây bài viết năm chúc có phụ xin. chắc đại rõ bài cốc chúc tu cú liệng chính đừng hết kín lê chúc bù quân điện vầy mò bết cái và liền tu từ nằm cùng các mền lên cháu và mì tuần nẹo hớ mỗi từ trước mỗi cần biết khẩu hết bài loài hình dịch vụ tiêu thủ công nghiệp bằng hết kín hết na hết mày dùng đây bài ăn tuần nẹo của đăng tỷ vuông đừng hết kín hứa cần lên cháu bên đồng cần dân nhân hai bài lườn thuộc xin khó dồn lên hết kín tối bài cốc trúc tu cô liệng hết kín đường tuần các vả bê gò hết kín tổ hợp tác hết khuyến lai mô hình hết kín đáy chân đây bằng chúc cốc kín mác chúc bù côn điện vài mò bết cái hiện nay xã đang tập trung vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi tập trung vào những cái cây trồng chủ lực của xã. Cơn này giả đang cái, thí lân cháo bên học cần dân, tối xúc, bài cốc trúc, tu cô liệng, hứa cắn bê khẩu hết bài cốc trúc chính của đơn giả bằng trúc bắp hết đầu kinh hở vài mò cốc bắp ong mặt và đăng thí bê khẩu hết mô hình trúc cốc kiên mát trúc cốc gớp mưa khuôn liền tu cua, bong khói lên cháo mưa khuôn liền vài hết nửa, theo chuối giá trị và lên cháo bên đồng cần dân khuôn liền mù lăng dịch tá mù trong phi công các mệnh, lên cháo bãi đăng tuần hứa cắn khuôn liền cái tóc cón lại phục vụ hở chia nguyên tán lăng này, để xe hết bên thị trường khai lộn óc thị trường sơ thị trường, sáng tơ mền để bê khổ hết thêm lái like bài mô hình hết kín vừa cần hết kín giỏi tại chân ama hấp bi nọng có mền để bong khói tiếp tục tài thu chất lượng bài tiêu chí hết khẩn bắt mứ có phần hết đèo kha tàng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và đảng bộ huyện đặt óc đăng nhiệm kỳ có phần là hoàn thành những mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra trong những kỳ tới hay khuyến nghị quyết sát cáp ăn ca linh của tỷ vuông ban lo hí lân cháo lập sát của cấp ủy chính quyền xã cùng các bài viết vừa cần hết của mỗi cần dân chính lê việc trần đầy thay đảng bộ xã tân thịnh về khẩu hết đẩy và khảm bài mục tiêu nghị quyết tật óc.